Hello mọi người. Con chúc cho trăng chưa? Nè, Vũ Dao phân trăng phân thảo hàng. Hello mọi người, thảo hàng xem. Hello mọi người xem. Nè, biết hát không nha? Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình ăn cơm thôi. Cơm đi. Trời ơi. Hai đứa này nó chịu không nổi. Quậy là số 1 đó. Yen, luôn hảo hào. Ủa có gì chăn chừa hả? Chăn chừa xuân mỹ dù lì mau hả? Đây mà mới liễn thân. Cái gà hầm với nước hương này đó thường là mình thấy chấm với nước tương á. Cắt ớt rồi xịt nước tương à, mình thấy là ăn là vừa đấy. Mình thấy nó hợp. Dạ chát con hảo hào nha. Khi sao sao mà mà lại luôn cái này cho hai chị một chị một cái đùi sư hở hả hả đẹp mi nè mi cái đơn cái đùi ui dạ con tình nó xe đó con suy đó. Rồi, ăn cơm thôi. Mẹ thích ăn cái nấm mèo nè. Con suy cho được. Rồi. Con vào sư hên. Con vào sư hên. Nấm mèo đi vô. Con vào thôi. Rồi. Hai chị này. Lúc thì đòi ăn, lúc thì không chịu. Chấm với nước tương. Cái mùi thơm của nấm hương với mùi quế trộn nhau á, thành ra cũng mùi thơm lạ lắm. Chết luôn hả hả? Mì hào xưa mà thì chế mì hào xưa rồi mình mở cho mì không muốn giao quản rồi ha. Cô lại cho Ben mà má cho luôn video. Chẳng thế mà dành nó kén nữa. Yena. Yen thì thích ăn da. Yen ăn da không? Nè. Ướm thích ăn da mà không mập nữa. Như thịt gà. Gà này bự quá rồi, 2,4 kg. Hầm hơi lâu á. Có tiếng rồi hả? Cái nước canh thấp sướng. Thì chế sư thở hào con.
ăn tay thôi. Tay. Gắt đũa sực quá. Thôi thôi mà. Để trái cho hỏi hỏi thôi hả? Thế thử đi chùa bữa thứ hai rồi. Nó có này có bỏ táo tàu vô nữa đó. Nhưng mà nhà hết táo tàu rồi. Hết táo tàu rồi. Nhưng mà không có bỏ vô. Ngon mà, ngon không? Ngon. Bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người. Bye bye, bye, bye mọi người. Mình có hút video tại đây rồi. Mọi người nhớ mọi người nhớ là bấm like và chia sẻ video mình nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.